một cái câu khai giao tục ngữ mà người Việt Nam ta ai ai cũng biết, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói và một quá khi no. Đó là một cái sức mạnh đoàn kết vững chãi, là một cái truyền thống văn hóa rất là cao quý của người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn sư cô Tâm Trí qua cái chương trình Món Quà Yêu Thương, với cảm ơn thượng tọa mà được cái game đã chia sẻ những món quà nhỏ đến các bạn khó khăn trong mùa Covid này, nhất là tại vì là vùng cô trai tuy là không nhiều và không ít, nhưng mà hy vọng là những món quà nhỏ này sẽ là một phần an ủi tinh thần cho các bạn gặp khó khăn trong cái mùa dịch, và cũng cầu nguyện rằng mọi người hãy cái tinh thần cho vững mà vững chắc khỏe khoắn lên, đừng có nên là suy nghĩ tiêu cực, có những cái việc khó khăn gì thì cứ liên hệ với hội Phật tử nhà chùa, trong khả năng có thể sẽ hỗ trợ các bạn ở trong cái một phần nào đó, và cũng cầu nguyện cho mọi người luôn được an lạc mà mọi người cũng sớm vượt qua được cái mùa dịch Covid này, rất mong sự. Và bên cạnh đó thì cái tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài, hy vọng rằng là có những mạnh thường quân nào cứ mình nhận phát tâm cùng với hội Phật tử Việt Nam chung tay chia sẻ thêm, tiếp tục những phần quà yêu thương đến các bạn khắp nơi gặp khó khăn đa sư sống tại Nhật Bản. Thời tiết nóng nảy của mùa hè thì thấy các bạn cũng không ngại đường xa xa xôi, rồi là sự nóng oi của mùa hè mà các bạn đến đây rất từ rất sớm. Thậm chí đoàn của chúng tôi tới đây 4 giờ rưỡi sáng thì 6 giờ là các bạn đã có mặt ở đây rồi, khắp mọi nơi về đây để mà làm, thì minh chứng được một điều là người Việt Nam của chúng ta rất là hay khi gặp những khó khăn như thế này, mỗi người đều tương trợ, trợ giúp lẫn nhau. Theo như một cái câu khai giao tục ngữ mà người Việt Nam ta ai ai cũng biết, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói và một quá khi no. Đó là một cái sức mạnh đoàn kết vững chãi, là một cái truyền thống văn hóa rất là cao quý của người Việt Nam của chúng ta. Mặc dù các bạn đây cũng đang gặp khó khăn, nhưng mà các bạn nghĩ rằng có còn nhiều người khó khăn hơn mình nữa, cho nên mấy bạn khác tăng về đây để hãy cùng làm chương trình mà quý vị biết là rất là tỉ mỉ, trình trọng, cẩn thận, rồi là dồn tâm, để tâm vào trong cái công việc từ thiện của mình, thì Tâm Trí cũng rất là nhiều ơn sư thầy chủ trì chùa Phước Huệ Ai Chi có một cái sự mà cẩn thận tỉ mỉ chu đáo, làm quý vị nhận được cái món quà này chắc chắn quý vị sẽ được hạnh phúc yêu thương và nhớ giữ gìn sức khỏe, để rồi cùng kết hợp với hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản chúng ta thực hiện cái chương trình món quà yêu thương. Dịch Covid này thì còn rất là dài, thì hy vọng rằng chúng ta cùng kết nối cái yêu thương này đến cho khắp nơi mọi người, nhất là người Việt Nam ta đang sinh sống, học tập, làm việc trên đất nước Nhật Bản. Kính chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng, nhiều yêu thương, bình an, kiện toàn và mọi việc được hanh thông và tốt đẹp. Đây là thầy Đức Trí, xin mời thầy có vài câu thầy có cảm nhận gì về tham gia cái chương trình ngày hôm nay, thưa thầy. A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạ con cũng rất là cảm động và trân quý cái tấm lòng của ni sư trụ trì ở chùa Phước Huệ cũng như là ni sư Tâm Trí đã cùng với cộng đồng hỗ trợ cộng đồng trong cái thời điểm khó khăn này. Thực sự thì về giá trị về vật chất của những món quà này nó không phải mang ý nghĩa quá sức lớn lắm, nhưng mà về ý nghĩa tinh thần thì nó là một cái nguồn động viên rất là lớn dành cho những cái bạn và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở bên này. Thì hiện tại thì có rất là nhiều bạn Việt Nam ở bên này đang chờ về Việt Nam hoặc là không có việc, cho nên là để duy trì cái kế sang nhà rất là khó khăn, thì đây cũng như là một cái phần sẽ góp sức, chung sức và tiếp thêm cái nguồn động lực để cho các bạn có thể thêm một ít niềm tin về cộng đồng người Việt của chúng ta bên này, để càng ngày chúng ta có một cộng đồng người Việt vững mạnh hơn và tương lai chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một quê hương thứ hai trên đất nước Nhật Bản này. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhất là những cái bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tiếp theo chúng con xin cung thỉnh lên sư cô Hiền Nhiên có vài câu đến với cộng đồng bà con Phật tử của chúng ta. Như là Phật xin chào tất cả mọi người. Và con thì nghĩ rằng là cái chương trình này thì không phải là mới xuất phát từ bây giờ, mà đã hơn 2 tháng nay
thì ở Nhật Bản đã cộng đồng người Việt Nam chúng ta, trong đó là Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã đồng hành cùng với một số dự đoàn và những mạnh thường quân để đem từng ký gạo, gói bánh mì tới cho người Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản. Thì chương trình này nói lên một điều rằng là rất Phật dạy rằng là nơi nào mà chúng sanh đau khổ thì nơi đó có những người con của Đức Phật để đem tình thương đến. Và tình thương đó luôn sống ở trong một cái sự giao hòa bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt là người giàu, người nghèo. Và trong đại dịch này, ai là người khó khăn thì đều có thể nhận cái món quà này. Đó là tinh thần của món quà yêu thương mà sư Tôn Đức Tăng Ni cũng như chú Phật tử đang muốn đem đến cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Mong chúng Phật tử chúng ta cùng đồng lòng hơn nữa để những món quà này đem tới được lan rộng và được đến đúng với những người đang thực sự khó khăn. Và cũng chúc cho các bạn đang gặp khó khăn thì vững bước và tin rằng là các bạn không cô đơn, các bạn không một mình và các bạn có chúng tôi bên cạnh. Cái gì đó thật. Xin chi ăn công đức của thầy, xin cô đi rất là nhiều. Cả quý vị và các bạn, thì hiện nay sư cô Như Tâm và sư cô Thích Tâm Trí đang làm cái chương trình có quà yêu thương. Mình sẽ tiếp tục cái chương trình live stream này của sư cô Tâm Trí, mình sẽ quay toàn cái cảnh của sức khỏe IT cho tất cả quý vị và bà con chúng ta được xem ạ. Đây là cái cảnh ở phía bên ngoài của sức khỏe, một cái ao sen rất là rộng, rất là đẹp ạ. Nagawashi. Đây là một cái thành phố rất là yên bình ở Aichi, giáp với Gifu. Và đây là toàn khung cảnh của Phước Huệ Aichi ở phía bên ngoài. Khi mà quý vị ở trên Tokyo và khắp ở các vùng miền ở Nhật Bản chưa được đến với chùa Phước Huệ Aichi thì các quý vị có thể đến với cảnh của chùa. Đây ạ. Đây là biển hiệu tổng chùa. Và đặc biệt đây có tượng quan Thế Âm Bồ Tát được chuyển từ ở Việt Nam sang, quý vị có thể chiêm ngưỡng ạ. Chùa Phước Huệ Aichi thì được mua lại từ một cái người Nhật và toàn bộ các cái tòa nhà của cái người chủ cũ được sử dụng. Những cái tòa nhà này đã có khoảng độ 100 năm nay ạ, gần 100 năm nay ạ. Đây là các cái món quà yêu thương mà sư cô Tâm Trí cùng tất cả các quý vị đã chuẩn bị ạ. Quý vị trở lại với Tâm Trí nha. Xin chào tất cả mọi người chúng ta.